Thời gian qua, nhiều cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh dù đã được quy hoạch nhưng đang phải dậm chân tại chỗ. Bởi nguyên nhân chính chưa có chủ đầu tư và cơ chế phù hợp, gây lãng phí về nguồn tài nguyên, do đất đai bị bỏ hoang, thất thoát nguồn thu ngân sách. Nhiều cụm công nghiệp chưa đi vào hoạt động nhưng lại bộc lộ yếu kém, gây ảnh hưởng đến môi trường bất cập, cần có cơ chế chính sách phù hợp. Một theo dòng thời sự hôm nay, chúng tôi sẽ phân tích rõ hơn về vấn đề này. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Dù nhà đã xuống cấp và hư hỏng nhiều, nhưng 7 năm qua, gia đình chị Nguyễn Thị Ngọc Quý, tổ dân phố 9, thị trấn Đà Tẻ, huyện Đà Tẻ, vẫn không dám đầu tư sửa chữa, bởi diện tích đất đang sinh sống nằm trong khu quy hoạch cụm công nghiệp Đà Tẻ. Đến tháng 3 năm 2017, sau 11 năm quy hoạch treo, từ thống kê và đề xuất của Ủy ban nhân huyện và các sở ngành liên quan, Ủy ban nhân tỉnh đã chính thức loại bỏ cụm công nghiệp này ra khỏi quy hoạch của huyện Đà Tẻ. Chị Thúy và những người dân trong khu vực mới thở phào nhẹ nhõm, yên tâm sửa chữa nhà và phát triển kinh tế. Gió nó lốc nhà chị á, thì sập hết nứt tường, nên mà lúc đó ở trong cụm công nghiệp chị không có dám sửa nhà. Vì chị không có tiền mà đi vay đi mượn, thì khi nhà nước lấy đất lại thì chị không có tiền để trả. Cho nên khi mà được nhà nước mà đã trả lại cho dân như vậy chị rất là vui. Khi mà cái dự án cụm công nghiệp vẫn còn đang nằm ở treo á, thì bà con cái tư tưởng nó không được thoải mái. Vì người ta muốn xây dựng cái nhà cửa là không được. Đến 2016 á, là được phép của Ủy ban nhân dân tỉnh là cho loại bỏ cái cụm công nghiệp á, thì bà con là rất là phấn khởi. Phía sau lưng tôi đó là cụm công nghiệp Cado huyện Đơn Dương. Tuy đã đưa vào hoạt động từ nhiều năm nay, thế nhưng hiện tại cụm công nghiệp này cũng chỉ mới thu hút được 3 nhà đầu tư vào hoạt động. Theo Ủy ban nhân dân huyện Đơn Dương, 30 hecta còn lại của cụm công nghiệp Cado này hiện đang vẫn còn nằm trên quy hoạch, và việc quy hoạch lập dự án treo như thế này cũng đã ảnh hưởng rất là lớn đến đời sống của người dân trong khu vực này. Làm ăn nó cũng thấp thỏm lắm, mà không những riêng gia đình tôi mà nhiều nhà cũng giống tôi chứ đâu có mình gia đình tôi đâu. Cho nên cái quy hoạch này cũng yêu cầu nhà nước, coi như là nếu mà lấy thì lấy đi, mà không lấy thì cũng báo cho dân là bây giờ chúng tôi không lấy nữa. Chứ bây giờ cái quy hoạch treo cả gần 20 năm rồi, nói chung làm như thế này nó rất phiền hà cho người dân. Theo Phòng Kinh tế Hạ tầng huyện Đơn Dương, cụm công nghiệp Cado được quy hoạch trên diện tích gần 47 hecta, đã triển khai đầu tư xây dựng từ năm 2005, nhưng cho đến nay mới thực hiện đền bù giải phóng mặt bằng trên 10 hecta trong tổng số đất quy hoạch giao cho 3 đơn vị gồm Công ty trách nhiệm hữu hạn Quốc tế Thụy Hồng, Công ty Asuyak và Công ty trách nhiệm hữu hạn Kiến Quốc đầu tư sản xuất chế biến nông sản. Trong những năm qua, dù đã có nhiều chính sách thông thoáng, nhưng thực tế cụm công nghiệp Cado mới chỉ có quy hoạch chi tiết phê duyệt dự án đầu tư. Ngoài hệ thống điện, các hạ tầng kỹ thuật khác như cấp nước, hệ thống xử lý nước thải, mặt bằng sạch chưa được đầu tư là những trở ngại khiến nhà đầu tư không quay trở lại sau nhiều lần khảo sát. Nhiều năm vừa qua đã thực hiện nhiều đoàn công tác cũng như là thực hiện nhiều các chương trình để mời gọi, kêu gọi các nhà đầu tư về tham quan, tìm hiểu để có cái sự nghiên cứu đầu tư. Nhưng cũng rất nhiều nhà đầu tư vào tham quan tìm hiểu thì sau khi nhận thấy cái việc mà mặt bằng nó còn khó khăn so với cái nguồn lực để mà đầu tư và sinh lãi thì cũng ảnh hưởng cái nhiều tác động đến nhà đầu tư. Theo quy hoạch phát triển công nghiệp tỉnh Lâm Đồng đến năm 2015 và tầm nhìn đến năm 2020, Lâm Đồng sẽ có 14 cụm công nghiệp nằm trong quy hoạch. Tỉnh cũng đã có 13 cụm công nghiệp được phê duyệt quy hoạch chi tiết với tổng diện tích 581,465 hectare. Đến cuối năm 2016, trên địa bàn tỉnh có 6 cụm công nghiệp đã và đang đầu tư hạ tầng và thu hút đầu tư, gồm các cụm công nghiệp Gia Hiệp huyện Di Linh, Cado huyện Đơn Dương, Lộc Phát thành phố Bảo Lộc, Phát Chi thành phố Đà Lạt, Đinh Văn huyện Lâm Hà, Lộc Thắng huyện Bảo Lâm. 6 cụm công nghiệp trên đã đi vào hoạt động với tổng diện tích là 93,06 hectare, tỷ lệ lấp đầy bình quân đạt trên 30%. Đầu tư phát triển cụm công nghiệp trên địa bàn Lâm Đồng trong thời gian qua đã đạt được những kết quả nhất định trong việc tạo điều kiện ổn định đã thu hút các doanh nghiệp thứ cấp đầu tư sản xuất kinh doanh. Đối với hai khu công nghiệp Phú Hội và Lộc Sơn đã thu hút được 66 nhà đầu tư, trong đó có 39 doanh nghiệp đã hoạt động chính thức và ổn định với giá trị xuất khẩu trên 185 triệu đô la, 7 tháng đầu năm trên 85 triệu đô la. Tạo việc làm cho trên 3.000 lao động phổ thông chiếm 30%. Tuy nhiên, theo đánh giá chung, việc thu hút các doanh nghiệp tại các cụm công nghiệp trên địa bàn còn gặp nhiều khó khăn. Hầu hết các cụm công nghiệp đều do Ủy ban nhân dân cấp huyện, thành phố làm chủ đầu tư. Trong đó còn rất nhiều cụm công nghiệp đầu tư dang dở do khó khăn về vốn. Ngoài ra, hầu hết các cụm công nghiệp trên xây dựng được hệ thống xử lý nước thải tập trung,
các chính sách hỗ trợ, thủ tục đầu tư hạ tầng, khâu bồi thường giải phóng mặt bằng còn nhiều vướng mắc, cũng là vấn đề gây khó cho các nhà quản lý hiện nay. Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng cũng đã thống nhất chủ trương loại khỏi quy hoạch đối với ba cụm công nghiệp Hà Lâm, huyện Đạ Oai, Đạ Tẻ, huyện Đạ Tẻ, cụm công nghiệp và khu dân cư kế cận Tân Châu, huyện Di Linh. Nguyên do là các cụm công nghiệp này xa các trung tâm kinh tế, hệ thống giao thông không thuận lợi, cơ sở hạ tầng đầu tư chưa đồng bộ, chi phí đền bù giải phóng mặt bằng cao nên đầu tư không khả thi, hiệu quả kinh tế thấp. Sở dĩ có tình trạng này là do các địa phương khi đi vào thành lập các khu cụm công nghiệp đã thiếu nghiên cứu đầy đủ về mặt chiến lược ngắn hạn cũng như dài hạn. Từ đó mỗi địa phương phát triển theo một cách mà không có sự liên kết phát triển chung. Khi chúng ta tiến hành quy hoạch các cái cụm công nghiệp này xuất phát là từ cái đề xuất của địa phương và sự chấp thuận của ủy ban tỉnh, chứ chưa xuất phát là từ cái việc đó là nhu cầu thực tế của các doanh nghiệp. Chính vì thế cho nên khi tiến hành quy hoạch các vị trí của cụm công nghiệp thì về phần lớn là ở các cái khu vực không có thuận tiện cho cái việc là đầu tư hạ tầng và việc thu hút các doanh nghiệp. Và thứ hai nữa là chúng ta thấy rằng là việc ngân sách để đầu tư cho các cái cụm công nghiệp này thì trong thời gian vừa qua là cũng còn có hạn chế. Sự hỗ trợ từ phía của Bộ Công Thương và từ phía của Ban tỉnh thì cũng chỉ giúp được một phần nào trong cái việc là làm những cái phần hạ tầng thiết yếu nhất. Mà hiện nay theo quy định thì mỗi một cái cụm công nghiệp để đảm bảo được vấn đề thu hút được các cái doanh nghiệp vào thì phải đảm bảo được là ngoài các cái vấn đề như là điện, như là đường xá thì việc đó là xây dựng các cái công trình xử lý nước thải, rác thải là điều yêu cầu buộc phải đặt ra. Chúng ta chưa hoàn thiện được phần này cho nên cái sức hút và của các cái doanh nghiệp và các cụm công nghiệp là cũng còn thấp. Để thực hiện tốt việc quản lý nhà nước đối với các cụm công nghiệp, Lâm Đồng đã xây dựng nhiều giải pháp. Theo đó, cần nghiên cứu ban hành chính sách ưu đãi thu hút đầu tư đối với các khu cụm công nghiệp, nhằm khuyến khích và hỗ trợ các chủ đầu tư cơ sở hạ tầng, cũng như các nhà đầu tư thứ cấp vào cụm công nghiệp. Bám sát hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, nhanh chóng phát hiện khó khăn vướng mắc, từ đó có giải pháp tháo gỡ kịp thời. Phối hợp với các địa phương trên địa bàn tỉnh tổ chức các chương trình thu hút đầu tư, kêu gọi doanh nghiệp xây dựng nhà máy chế biến, nhà máy xử lý rác thải tập trung tại các cụm công nghiệp. Đặc biệt với vị trí là một tỉnh miền núi, cách xa các trung tâm kinh tế lớn, cộng thêm chi phí vận chuyển nguyên liệu hàng hóa cao, gây khó khăn trong việc thu hút đầu tư phát triển ngành công nghiệp, tiêu thụ công nghiệp. Do vậy, tỉnh sẽ có các cơ chế ưu đãi nhằm thu hút hỗ trợ các tổ chức cá nhân doanh nghiệp tham gia đầu tư, phát triển sản xuất công nghiệp, tiêu thụ công nghiệp, mà đặc biệt là thực hiện cải cách thủ tục hành chính theo hướng tạo điều kiện cho các nhà đầu tư về thủ tục đầu tư và triển khai dự án. Các chính sách ưu đãi về tiền thuê đất, thuế thu nhập doanh nghiệp, hỗ trợ đào tạo nghề. Giải pháp thứ nhất tức là một mặt thì vẫn tiếp tục là kêu gọi các nhà đầu tư hạ tầng, và các nhà đầu tư hạ tầng này trên cơ sở tức là vừa có được cả cái năng lực để sau khi đầu tư hạ tầng thì thu hút được các mời gọi được các doanh nghiệp khác để đầu tư vào để nhanh chóng thành lập đấy. Mặt khác nữa thì chúng ta cũng tiếp tục là tìm kiếm và kêu gọi các nhà đầu tư, bên cạnh đó ngoài những cơ chế chính sách tháo gỡ để các nhà đầu tư tích cực tham gia vào trong các cái cụm công nghiệp này thì cũng vẫn tiếp tục là đề xuất với ủy ban tỉnh và với trung ương ở trong cái nguồn trung hạn có những cái phần kinh phí để xây dựng những cái phần hạ tầng thiết yếu nhất, tạo điều kiện để cho doanh nghiệp là yên tâm khi đầu tư vào trong cụm công nghiệp. Tới nay chúng tôi tập trung cho cái giải pháp chủ yếu nhất là thu hút đầu tư, thu hút một số các doanh nghiệp mà người ta có những cái khả năng về san lấp mặt bằng và người ta đầu tư. Đấy, và hiện nay đã có một cái doanh nghiệp ở dưới Đồng Nai, người ta xin lên, người ta đăng ký toàn bộ, người ta san lấp mặt bằng và người ta sẽ kêu gọi một số các nhà đầu tư của nước ngoài vào để đầu tư vào cái đất mà đã san lấp mặt bằng. Thì đấy tôi cho là một cái giải pháp mà nó tương đối là có cái khả quan trong cái thời gian tới. Công ty hạ tầng sẽ đưa họ đi giới thiệu những cái đất để cho họ lựa chọn. Sau khi họ thống nhất mà họ lựa chọn được đất thì mình làm cái thủ tục giới thiệu địa điểm cho họ. Thì họ lại quay về ban, họ làm các cái thủ tục về, được ban hướng dẫn làm các thủ tục để cấp giấy chứng nhận đầu tư, rồi để hướng dẫn về cái làm các cái thủ tục để cấp giấy phép xây dựng. Thì tất cả các cái thủ tục này nói ra thì nó cũng hơi rườm rà một chút, nhưng mà thực ra nhà đầu tư mà có tâm huyết họ làm đồng thời thì cái đó khoảng cỡ một tháng cho tới một tháng rưỡi là họ ngảo hết các cái đó. Ủy ban nhân dân thành phố chủ trương chạy thảm đỏ kêu gọi các nhà đầu tư bằng cách là công khai tất cả những các cái khu công nghiệp
rồi các cái diện tích đất, các thủ tục hành chính và tất cả thể hiện cả trên trang điện tử của thành phố Bảo Lộc để công khai mời gọi thu hút các nhà đầu tư cho các cái cụm công nghiệp, khu công nghiệp với ngoài khu công nghiệp của thành phố. Đặc biệt quan tâm đó là về cái mặt bằng, quỹ đất để thu hút nhà đầu tư. Thì về cái chung thì theo quy định thì nhà đầu tư phải bỏ vốn ứng trước, sau đó nhà nước sẽ thu hồi theo lộ trình. Tuy nhiên thì nếu được thì cũng kiến nghị cấp tỉnh hoặc là cấp trung ương quan tâm hơn trong lĩnh vực phát triển công nghiệp, trong đó là việc mà thu hút đầu tư vào các cụm công nghiệp của một số địa phương, trong cái việc mà hỗ trợ về kinh phí để cùng với nhà đầu tư, cùng với địa phương để tạo được cái mặt bằng quỹ đất sạch. Việc hình thành các khu cụm công nghiệp ở các địa phương trên địa bàn Lâm Đồng là thực sự cần thiết, nhằm quy hoạch các hộ doanh nghiệp sản xuất kinh doanh vừa và nhỏ, thu hút đầu tư từ các địa phương khác vào một khu vực nhất định, vừa sản xuất tập trung, vừa hạn chế ô nhiễm môi trường trong các khu dân cư, giải quyết việc làm cho lao động ở địa phương. Do vậy, để cho các khu cụm công nghiệp phát triển một cách đồng bộ, xứng đáng với tiềm năng và thế mạnh của một tỉnh đa phần là tỉnh nông nghiệp, thì sẽ cần có những giải pháp đầu tư hiệu quả hơn trong thời gian tới. Trong đó cần ưu tiên bố trí vốn ngân sách xây dựng hạ tầng, điều chỉnh quy định về nhóm ngành nghề và các khu cụm công nghiệp phù hợp hơn, quyết liệt hỗ trợ nhà đầu tư kết nối hạ tầng khu công nghiệp với hạ tầng bên ngoài và tăng cường xúc tiến đầu tư để các cụm công nghiệp thu hút nhà đầu tư thứ cấp thuận lợi hơn. Có như vậy mới tăng thêm sức hấp dẫn cho các cụm công nghiệp trong việc thu hút dự án thứ cấp và triển khai thực hiện có hiệu quả nghị quyết 03 của tỉnh ủy về phát triển quy hoạch phát triển công nghiệp tỉnh Lâm Đồng đến năm 2015 và tầm nhìn đến năm 2020.